nha. Chơi tất cả anh em mà chơi mai thì đây là một cái cây mai rất đáng để đó cho anh em sở hữu. Cây mai có hoành 85, gốc bộ tán nó khoảng 6 mét, nó cao lên 1 mét là nó bung tàn, tàn nó quằn này. Anh em coi bộ đế của cây này, đó lên này, nó tàn nó quằn này. Đó, cây này nó ở Bình Phước. Anh em nào thích chơi vô rừng cây đó, hàng khủng thì inbox ngay cho mình nha, sẽ được cái giá mềm mềm ơi là mềm luôn. Cây này nó có bộ tàn bông thì chịu bông luôn đó. Nha anh em, chơi ngay từ bây giờ để đến Tết có thể đầu tư lời kiếm lời, hoặc là chơi mua về chơi với cái giá rẻ hời ha. Tàn của cây thì rất là đẹp, cây rộng lắm, đẹp lắm luôn. Rồi chào anh em nha, anh em nào thích thì inbox ngay cho mình nha. Anh em nào ở Bình Phước Bình Long thì inbox cho mình để cho nó gần, nó tiện lợi nha. Chào anh em nha, đây là cây mai cực kỳ đẹp. Rồi xin chào.